Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề thi học kỳ 1 môn lịch sử lớp 7 đề 2. Thời gian làm bài là 45 phút. Phần A, trắc nghiệm 3 điểm. Chọn phương án đúng nhất và ghi kết quả vào giấy làm bài. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm. Câu 1. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là: A. Nông dân tự do. B. Nông nô. C. Nô lệ. Và D. là lãnh chúa phong kiến. Thì lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến đó là nông nô tự do. Như vậy thì câu số 1 này các em sẽ chọn đó là đáp án A, nông nô tự do. Thì các em chọn ý, các em sẽ khoanh tròn hoặc là ghi cái kết quả vào giấy làm bài, thì ở đây cô sẽ tô màu cho các em dễ thấy hoặc em sẽ dễ khi nhớ. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến đó là nông dân tự do. Như vậy câu 1 sẽ chọn là đáp án A. Rồi tiếp theo câu 2. Lễ cày tịch điền xuất hiện vào triều đại nào? A. Nhà Ngô. B. Nhà Đinh. C. Nhà Tiền Lê. Và D. là nhà Lý. Thì lễ cày tịch điền xuất hiện vào triều đại đó là nhà Lý. Như vậy thì các em câu 2 này các em sẽ chọn là câu D. Rồi tiếp theo câu số 3. Nhà Lý đổi quốc hiệu là Đại Việt vào năm nào? A. 938. B. 1010. C. 1054. Và D là 1009. Như vậy nhà Lý đổi quốc hiệu là Đại Việt vào năm 1054. Như vậy ở câu số 3 này các em sẽ chọn là đáp án C. Rồi tiếp theo câu số 4. Pháp luật nước ta có từ thời nào? A. Thời Tiền Lê. B. Thời Lý. C. Thời Trần. Và D là thời Đinh. Thì pháp luật nước ta có từ thời đó là thời Lý. Như vậy thì các em sẽ chọn là đáp án B. Pháp luật nước ta có từ thời Lý. Rồi tiếp theo câu số 5. Nhà Trần ban hành bộ luật mới với tên gọi đó là A. Quốc triều hình luật. B. Hình thư. C. Hình đức. Và D. Hoàng triều luật lệ. Thì nhà Trần ban hành bộ luật mới với tên gọi là quốc triều hình luật. Như vậy thì các em sẽ chọn là đáp án A. Rồi tiếp theo câu số 6. Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư dụ hàng vua Trần, thái độ của vua Trần như thế nào? A. Trả lại thư. B. Thái độ giảng hòa. C. Bắt giam sứ giả vào ngục. Và D. Chém đầu sứ giả. Thì khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư dụ hàng vua Trần, thái độ của vua Trần đó là bắt giam sứ giả vào ngục. Như vậy thì câu số 6 này các em sẽ chọn là đáp án C. Rồi tiếp theo câu số 7. Cuộc kháng chiến lần thứ 2 chống quân Nguyên diễn ra vào thời gian nào? A. Năm 1284. B. Năm 1285. C. Năm 1286. Và D là năm 1287. Như vậy cuộc kháng chiến lần thứ 2 chống quân Nguyên diễn ra vào năm 1285. Như vậy thì câu 7 này các em sẽ chọn là đáp án B. Cuộc kháng chiến lần thứ 2 chống quân Nguyên diễn ra vào năm 1285. Tiếp theo câu D, câu 8. Vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lý là ai? A. Lý Huệ Tông. B. Lý Cao Tông. C. Lý Anh Tông. D. Lý Chiêu Hoàng.
Thì vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lý đó là Lý Chiêu Hoàng. Như vậy thì câu số 8 này các em sẽ chọn là D. Đáp án D, Lý Chiêu Hoàng là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lý. Tiếp theo câu 9, thời Trần quân đội được tuyển chọn theo chủ trương như thế nào? A. Quân phải đông nước mới mạnh. B. Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông. C. Quân lính vừa đông vừa tinh nhuệ. D. Quân đội phải văn võ song toàn. Thì vào thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo cái chủ trương đó là quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông. Như vậy thì câu số 9 này các em sẽ chọn đây là đáp án B. Thời Trần quân đội được tuyển chọn theo chủ trương đó là quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông. Rồi tiếp theo câu số 10, câu nói nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng là của vị tướng nào ở thời Trần? A. Trần Quốc Tuấn, B. Trần Anh Tông, C. Trần Khánh Dư và D là Trần Cảnh. Thì cái câu nói nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng đó là của vị tướng Trần Quốc Tuấn. Như vậy thì câu số 10 này các em sẽ chọn là đáp án A, Trần Quốc Tuấn. Rồi tiếp theo câu số 11, nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua Trần như thế nào khi quân Mông Cổ vào Thăng Long? A. Kiên quyết chống trả để bảo vệ Thăng Long. B. Thực hiện chủ trương vườn không nhà trống. C. Người già phụ nữ trẻ em đi sơ tán. D. Cho quân lính ở lại chiến đấu. Thì nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua Trần khi quân Mông Cổ vào Thăng Long đó là thực hiện chủ trương vườn không nhà trống. Như vậy thì câu số 1 này các em, câu số 11 này các em sẽ chọn đó là đáp án B. Chủ trương của vua Trần khi quân Mông Cổ vào Thăng Long đó là thực hiện chủ trương vườn không nhà trống. Rồi tiếp theo câu số 12, sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng hệ thống phòng ngự ở đâu? A. Sông Bạch Đằng, B. Sông Mã, C. Sông Như Nguyệt và D là sông Thao. Thì sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng hệ thống phòng ngự ở sông Như Nguyệt. Như vậy thì câu số 12 này các em sẽ chọn đó là đáp án C. Rồi tiếp theo phần B tự luận 7 điểm. Câu 1, trước hành động chuẩn bị xâm lược Đại Việt của nhà Tống, nhà Lý đã chuẩn bị đối phó như thế nào? 2 điểm. Thì trước hành động chuẩn bị xâm lược Đại Việt của nhà Tống, nhà Lý đã chuẩn bị đối phó đó là cử Lý Thường Kiệt chỉ huy tổ chức cuộc kháng chiến, cho quân đội luyện tập và canh phòng, phong chức tước cho các tù trưởng chiêu mộ binh lính, Lý Thường Kiệt chủ động tiến công trước để tự vệ. Rồi tiếp theo câu số 2, tại sao nói cuộc tiến công sang nước Tống của Lý Thường Kiệt vào năm 1075 là cuộc tấn công với mục đích tự vệ? Thì ở đây nói cuộc tiến công của Lý Thường Kiệt là cuộc tiến công tự vệ là vì ta chỉ tấn công vào các căn cứ quân sự, các kho lương thảo là những nơi quân Tống chuẩn bị cho cuộc xâm lược nước ta. Trong cái quá trình tấn công, ta cho biết bản nói rõ mục đích của cuộc tấn công. Sau khi thực hiện được mục đích của mình, quân ta nhanh chóng rút về nước. Rồi tiếp theo câu số 3. Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ 3 có gì giống và khác so với lần thứ 2? 3 điểm. Thì cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ 3 có sự giống và khác so với lần thứ 2. Đó là
Đầu tiên là sự giống nhau. Thì giống nhau đó là tránh thế giặc mạnh lúc đầu, ta chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ để phản công tiêu diệt giặc, thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống. Còn khác nhau đó là lần thứ ba thì tập trung tiêu diệt đoàn thuyền chở lương thực của Trương Văn Hổ để quân Mông Nguyên không có lương thảo nuôi quân, dùng chúng vào thế bị động khó khăn. Chủ động bố trí trận địa bãi cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt thuyền chiến của giặc. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi một đề thi học kỳ 1 môn lịch sử lớp 7. Sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Linh để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.